Và khi nhắc tới nghịch cảnh, biến cố thì An Miên hình như có đọc ở đâu hay nghe, nhiều khi nghe các thầy nói nhiều, An Miên nhớ một câu hồi đầu An Miên không hiểu, nhưng về sau An Miên nói à thì ra, hôm nay nghe thêm Cindy nói An Miên mới lại phát giác ra là thì ra là nghĩa này. Thì những cái câu này á, là các thầy hay nói là thuận cảnh thì tu lực, rồi nghịch cảnh thì tu tâm. Hồi đầu An Miên nói tại sao mà đã thuận cảnh rồi còn tu cái gì nữa, đang sung sướng rồi tu làm chi cho khổ lại tu lực. Nhưng nãy giờ nghe Cindy nói thì những cái lực này là mình phải bồi dưỡng phải không? Phải bồi Nội dưỡng năng lực khả năng của mình. Còn cái nghịch cảnh tu tâm thì hồi đầu An Miên lại hiểu theo cái nghĩa thế này, hiểu theo kiểu An Miên. Thôi rồi, lúc này đau khổ quá đừng có ló đầu đi đâu. Ngồi nhà im lặng, tu tâm dưỡng tính. Kệ nó, nhưng không. Nãy nghe Cindy nói An Miên chợt nghĩ không biết có đúng hay không. Tu tâm đây tức là mình phải rèn luyện cái tâm của mình, cái sức chịu đựng của mình, rồi cái sự nhìn một khía cạnh khác trong nghịch cảnh để nhìn thấy cơ hội và thấy đó là một thuận cảnh. Khi mà mình ở trong nghịch cảnh đó, nó cho mình rất là nhiều cơ hội. Thứ nhất á, là định hình lại cái năng lực của mình. Đó, là mình phải coi lại coi năng lực của mình nó nằm ở đâu, rồi mình phấn đấu để mà cho cái nội lực của mình nó phát triển lên. Thứ nhì á, là nó bắt đầu nó re-evaluate lại, có nghĩa là nó làm lại một cái cách nhìn tổng quát về những cái giá trị của bản thân mình. Cái cuộc ly hôn này, mình đã mất cái sự giá cái giá trị, cái nhìn của mình về về cái hôn nhân là như thế nào, mình muốn cái gì trong cuộc đời này, mình muốn mình trở thành người vợ như thế nào, mình muốn người chồng nó như thế nào, thì nó định hình lại cái giá trị của bản thân của mình cho cái đời sống sau này của mình. Và hơn hết đó, ở trong này, trong cái lúc mà mình khủng hoảng đi, mình tạm thời gọi là mình bị crisis mode đó, thì hãy ngưng lại cái việc là ra những cái quyết định trong cái lúc mà mình trong cái khủng hoảng mode đó. Thì thứ nhất đó, là hãy ngưng hết mọi việc, do nothing, không làm gì cả. Chỉ có cái việc là hãy thở đi và quan sát những cái cảm xúc của mình để cho nó lên và để cho những cái khó, những cái cảm giác tiêu cực đó nó đi qua. Vì những cái quyết định nào mà trong cái lúc mà cảm xúc của mình nó hỗn loạn, nó đều sai hết. Thì mình phải để cho cái cảm xúc của mình nó lắng xuống và mình hãy ra cái quyết định là mình sẽ đi như thế nào đây. Thì trong cái chữ crisis nó có cái chữ opportunity đó, thì nó là một cái cơ hội cho mình, cơ hội để mà phát triển bản thân mình, chữa lành bản thân mình. Và mình cũng xem luôn á, là trong cái lúc mà mình khó khăn như vậy đó, ai là bạn và ai là thù. Có nghĩa là những người nào là những người thân yêu của mình, họ đã ở bên cạnh của mình như thế nào, và mình biết trân quý sau khi cái biến cố nó đi qua đó. Mình nó tự nhiên nó tự động nó cho mình một cái cảm giác là mình rất là quý cái cuộc sống này, mình rất là quý những người chung quanh mình rất là, mình bắt đầu biết ơn những cái gì mà mình có được, những cái điều kiện thuận lợi mà mình có đó. Vì khi mình mất đi rồi thì mình mới biết quý. Chẳng hạn như những người mà đã ở trong cái trường hợp mà gần cái cửa tử đó, khi mà họ thoát ra được, họ về lại với cuộc sống á, mình thấy họ sống rất là hạnh phúc, rất là an nhiên tự tại, và không có cái gì có thể là gây chấn động tới họ, vì họ đã trải qua cái khó khăn nhất trong cuộc đời của họ rồi, và họ biết quý những cái người xung quanh của họ, họ biết quý luôn cái ngày của họ, họ được sống thêm một ngày nữa, là tất cả mọi thứ đối với họ đều là một nhiệm màu cả. Thì đối với Cindy nói như vậy nè, cái cuộc đời đó mình phải nhận ra một cái là mình không làm chủ được cái hoàn cảnh. Có nghĩa là mình không làm chủ được nghịch cảnh, cũng không làm chủ được cái hoàn cảnh. Mình tự chủ được thôi chứ mình không làm chủ được. Đó. Thì khi mà cái hoàn cảnh mà nó tới đó, thì Cindy nói là ván bài đã được chia ra. Có nghĩa là cái bài đó, mình đã được chia rồi, thì phải chơi cho nó hay cái đã. Có nghĩa là mình không có lựa cái bài đó, mình phải biết làm sao mà tận dụng tất cả những cái gì mà mình được chia đó, và hãy chơi rất là thông minh và chơi hết cái sức của mình. Có nghĩa là mình tự chủ trong cái việc đó. Thì Cindy đã từng đi qua, cũng có rất là nhiều cái biến cố trong cuộc đời của mình. Và khi mà mình nhìn lại đó, và mình thấy wow, mình đã vững mạnh hơn rất là nhiều, mình đã đạt được tới, chạm tới những cái ngưỡng cửa của hạnh phúc, và những cái khả năng của mình nó có dịp mà nó bộc phát ra. Mình bây giờ có thể cống hiến rất là nhiều việc cho những người khác nữa, và mình định hình được cái tính cách của mình, định hình được giá trị của mình, và
định hình được những cái mối quan hệ xung quanh của mình, ai là những người đã từng rất yêu thương mình, và mình cảm thấy là mình rất là trân quý cái cuộc sống này, những cái cơ hội đã tới. Thì bây giờ mình nhìn lại đó và mình thấy mình của trước biến cố và mình của sau biến cố đó, thì mình rất là yêu quý cái con người của sau biến cố này. Thì có phải đó, đó là những cái biến cố, là những cái gì gọi là phân bón nè, ở đất nước gió lửa nè, để cho cái cây của mình nó nở lên. Thay vì mình là phân luôn, thì hãy dùng cái đó là phân bón đi. Mà mình chắc chắn mình sẽ làm được cái việc đó, mình sẽ làm được. Mình hãy tin rằng tất cả những cái gì nó sẽ qua đi. Có nghĩa là bây giờ mình đang trong cái cơn khủng hoảng, nó không có ở như vậy hoài đâu. Cái định luật vô thường là nó sẽ thay đổi. Mà mọi người đều nghĩ là vô thường chắc là nó phải xấu lắm, vì nó làm cho mình mất cái này mất cái kia. Nhưng mà xin đi nhìn một cái góc cạnh khác, vô thường là việc tốt. Vì cái cảm giác xấu này nó sẽ đi qua, cái hoàn cảnh khó khăn này nó cũng đi qua luôn. Mà khi mà mình đã ở trong những cái nghịch cảnh đó, mình sẽ có một cái sự thông cảm với rất là nhiều người lắm. Khi mà họ tới mà xin đi nhìn cái người đó, họ đang vật vờ, mất phương hướng, muốn tự quỷ diệt cái bản thân mình, thì xin đi cảm thấy là mình có thể đồng cảm được, mình hiểu được là cái cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác mà mình không thể gượng dậy được, mất phương hướng hoàn toàn và cảm thấy cô đơn đó, mình đã trải qua rồi. Và mình thông cảm được cái người đó, và mình sẽ là một cái người trợ họ, giống như là mình đưa cái bờ, một cái bàn tay đưa họ qua cái giai đoạn khó khăn này, rồi tự mình, và mình tính luôn là sau cái giai đoạn này họ sẽ lớn mạnh ghê lắm. Cho nên mình nhìn thì mình thấy được và mình mừng cho họ, nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì cái người đó không thể nhìn thấy cái mà mình nhìn được. Thì quý vị bây giờ đó là nếu như mà ai đã từng đi qua những nghịch cảnh và khó khăn đó, thì hãy trợ giúp những người đang trong những cái cơn khủng hoảng. Những quý vị nào mà đang trong những cái cơn khủng hoảng, hãy tin rằng cái này nó sẽ qua đi và mình sẽ lớn mạnh hơn nhờ những cái nghịch cảnh này. Thì hy vọng là với những cái thái độ tích cực của Cindy có nghĩa là Cindy rất là nhìn nó trong một cái chiều hướng tích cực, thì Cindy mong là quý vị hãy nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực. Cuộc đời này nó là một cái chuỗi của biến cố, bài học, phát triển, lớn mạnh, rồi lại biến cố, bài học, phát triển và lớn mạnh. Nó cứ đi theo một cái chuỗi nào đó. Thì cuối cuộc đời của mình á, mình sẽ nhìn lại và mình thấy wow, những cái nghịch cảnh này nó không giết chết mình. Mình đã trở thành một con người như vậy nè. Mình đã sống một cái đời sống đáng sống. Mình đã sử dụng hết những cái gì mà đất trời đã ban cho mình. Và mình cảm ơn là cuộc đời này is a miracle. Hãy tin vào như vậy và hãy trải nghiệm cái miracle mà cái cuộc đời này ban tới cho mình. Mặc dù bây giờ mình đặt cho nó cái tên là biến cố, nghịch cảnh, hạnh phúc hay là khó khăn, mình muốn đặt tên như thế nào cũng được, nhưng đây tất cả đều là trải nghiệm và bài học cả. Vâng, đó là biến cố và nghịch cảnh thì Cindy nói rất là rõ ràng, và phải nói là mang cho chúng ta những cái năng lượng và những động lực để có một cái nhìn tâm lý tích cực rất là tuyệt vời. Cảm ơn Cindy. Còn một cái câu hỏi này An Miên thắc mắc khi thấy nhiều vị nói là thuận cảnh chưa chắc đã là tốt. Đôi khi thuận cảnh là cái nghịch cảnh mà mình bị nhấn chìm mình. Thì Cindy nghĩ sao mà khi mà thuận cảnh nhiều quá đó, người ta nói là đôi khi mà mình mê đắm trong cái đó, tới khi mình mất đi rồi đó thì mình rất là đau đớn, chẳng hạn như là giàu quá nè, sang trọng quá nè, sinh ra là muỗng bà muỗng bạc ngậm hết rồi rồi công danh đang lên, tình yêu đầy đủ hết rồi, cái đùng một cái vô thường đó đến thôi chứ không ai mất gì đâu, tức là bị bệnh hay là cái gì đó rồi chết thì buông hết. Thì cái đó đó, cái biến cố đó đó, nó làm cho những người đó không thoát ra được, bị như là bị đắm chìm và bị u mê trong cái thuận cảnh, đúng không Cindy? Dạ vâng, nó gọi là cái sợi dây trói buộc đó, là mình bị attach, là attachment, attach vào những cái dễ chịu, những cái luxury, thì nó dễ để cho mình bám víu vào hơn. Cho nên là mới có cái câu là khi mình tham ái là mình bám víu vào, nhưng mà cái đó nó đâu thể nào tồn tại được, cho nên nó mới sanh ra cái khổ khi mà mình không có nữa. Nhưng mà mình ở trong cái khó khăn thì nó khác nha, là mình muốn vươn qua, mình muốn thoát ra khỏi cái khó khăn đó, cho nên mình phải phấn đấu. Nhưng cái sự bám víu, cái attachment đó là nó luôn luôn nó hiện hữu, cho dù là đây là cái hoàn cảnh khó khăn của mình đi, nhưng nó cũng vẫn có cái sự bám víu ở trong đó. Có nghĩa là mình vẫn attach
attach vào cái muốn được sinh tồn và muốn được hưởng thụ, mình vẫn bám víu vào luôn cái mong muốn đó. Cho nên nhưng mà cái câu mà Cindy thích hơn nó gọi là tùy duyên và thuận cảnh. Có nghĩa là hãy tùy những cái nhân duyên của mình có được, mình có thể tạo được những cái duyên đó, hãy thuận theo cái hoàn cảnh của mình. Nếu mình làm được cái việc đó đó, nếu như cái hoàn cảnh đó nó quá khó khăn mà mình thay đổi được đó, thì hãy thay đổi đi, hãy thay đổi cái việc đó, cái hoàn cảnh đó. Nhưng có những hoàn cảnh mà mình không thay đổi được thì phải thay đổi cái thái độ của mình. Mình càng có cái thái độ chấp nhận chừng nào đó thì cái hạnh phúc và cái hạnh phúc mình càng có được và cái sự khổ đau nó càng ít đi. Mình càng có cái thái độ chống đối chừng nào đó là mình sẽ khổ nhiều chừng đó. Nếu như mà mình có được một cái mindset là một cái suy nghĩ đó là vật chất chỉ là ở ngoài, khi có thì mình hưởng thụ, khi mất thì mình chấp nhận cái việc là mình không còn nữa vì nó sẽ không tồn tại tới mình, thì có phải là cái lúc mà mình có nó thì mình có thể enjoy nó, nhưng khi nó mất nó không làm tổn hại tới mình chấp nhận được. Còn nếu mình quá bám chặt vào nó và mình cho là nó phải cố định như vậy hoài cho mình đó là mình sẽ chết, vì cái đó nó không phải là cái định luật của vũ trụ này. Khi mà mình đi qua cái kiếp khác đi nữa đó, mình mang những cái tài sản đó theo sau, có thể là mình sẽ không còn tiền nữa, hoặc là ngay trong cái kiếp sống này á, mình không còn nữa. Nhưng mà mình yêu thương cái nào nhiều nhất đó thì cái đó sẽ làm cho mình khổ nhất. Đây là mình nói về vật chất nhé. Rồi nếu cái người đó thì sao? Cái đứa con đó thì sao? Mình rất là yêu thương nó, mình rất là bám víu nó không còn nữa thì mình sao đây? Đó, mà chắc chắn là nó sẽ không còn nữa. Mình có thể là rời bỏ nó, hay là nó sẽ rời bỏ mình. Thì làm sao mà mình có thể tiếp tục sinh tồn được? Cái mà mình thấy rõ ràng nhất á là rồi mình sẽ không còn cái gì hết á. Thân này mình cũng không còn nữa, vật chất này mình cũng không còn, những gia đình, những đứa con cũng không còn nữa. Thì nó có một cái nghệ thuật sống và nó có luôn cái nghệ thuật để mà chết nữa. Là chết làm sao mà mình chết một cách thanh thản là mình đã chơi xong ván bài này rồi nhá. Mình sẽ next game, có nghĩa là mình sẽ chơi một cái cuộc chơi khác. Hãy giữ một cái thái độ như vậy và một cái tư duy như vậy. Mình đến để rong chơi cùng với cái hoàn cảnh này, đến để rong chơi với cả gia đình của mình, người thân của mình như vậy. Ở khi mình đã chơi xong cái cuộc chơi này đó, thì họ cũng sẽ đi về tới những cái cuộc chơi khác và mình cũng tiếp tục những cái cuộc chơi khác. Thì khi gặp lại cũng sẽ có những cái đôi lần mình sẽ gặp lại trong nhiều cái kiếp nào đó, thì lại tay bước mặt mừng lại cùng nhau chơi tiếp. Còn nếu không gặp lại nữa thì mình đi đường mình, là mình đi theo nghiệp của mình đó. Thì họ đi theo cái nghiệp của họ, mọi người đều giữ cái thái độ ung dung tự tại và hạnh phúc với tất cả những cái gì mà cuộc đời này trao tặng cho mình. Phải nói là những cái ý tưởng đó, những cái phân tích đó nó rõ ràng, nhưng mà khi mà để một thực hiện đó, thì biết rằng sẽ có những cái trắc trở gian nan vô cùng, vì không phải những gì mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta nghĩ tới, hoặc là những lời khuyên đưa ra tâm lý thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Nhưng khi mà bản thân chính chúng ta phải áp dụng thì cái này phải đòi hỏi cao độ. Lại thêm một phần tâm lý nữa là tâm lý phải thực hành, phải không Cindy? Phải đào luyện mình á. Cindy ngày xưa cũng không được có cái thái độ này đâu. Bây giờ nó vẫn còn cái thái độ bám víu, chứ không phải còn, như nó ít hơn. Nó ít hơn là cái lúc mình chưa có luyện tập. Tức là mình phải hiểu cái nào mình nên bám, cái nào mình nên buông. Cho dù là mình nói là mình không bám, nhưng cái gốc, cái bản chất trong người của mình nó vẫn bám liên tiếp. Nó vẫn bám như thường. Đúng rồi. Nhưng cái mức của nó thì nó nhẹ hơn là cái lúc mình chưa có sự thực tập. Thì khi mà mình càng thực tập nhiều đó, thì cái sự buông bỏ nó sẽ càng tới nhiều với mình, và cái sự chấp nhận nó sẽ lớn mạnh hơn. Và mình, cái sự ung dung tự tại và an lạc của mình nó sẽ đi theo cái sự tinh tấn và thực tập của mình. Nó không có cái gì ngoài là quý vị muốn được như vậy đó, thì mình phải bỏ công, bỏ sức ra, mình đào luyện mình. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy nè, là mình đã biết nó là như vậy đó, là mình học bài, là mình phải đi thi đó. Thì bây giờ mình phải bỏ công, bỏ sức ra để mà mình học bài, chứ mình không thể nói là cái bài học này nó lớn đối với tôi làm không được đâu. Mình mà không làm được đó thì cái bài học đó nó sẽ vòng lại hoài cho tới khi nào mình phải học, mình phải lên lớp. Cho nên trường học và trường đời nó cũng đi y chang như là một cái thuyết như vậy thôi. Vâng, cảm ơn Cindy rất là nhiều. Và thưa quý vị, khi mà nãy giờ đó chúng ta cùng lắng nghe Cindy nói về biến cố và nghịch cảnh,
thì Amin chợt thấy là giống như những nhiều người hiền triết đều nói câu này, tức là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và đồng thời Amin lại thấy như thế này, đời có khi không phải là một cuộc chơi, nhưng đôi khi nó là một vở kịch. Mà chúng ta là những diễn viên thì thôi, ai muốn giành vai chính, vai phụ cho hết, chúng ta hãy làm diễn viên quần chúng cho nó nhẹ nhàng. Vâng, và phải nói là trong biến cố, trong nghịch cảnh, giống như Cindy có phân tích, là chúng ta hãy nhìn thấy và ráng tìm cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội để làm gì? Cơ hội để buông cái nghịch cảnh đó ra, đừng giữ trong lòng. Bởi vì trong vấn đề tâm linh của triết lý đạo Phật cũng có câu buông xuống cũng là nhân duyên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành.